cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Vũ, 7 xác chết với khuôn mặt méo mó trong căn phòng ký túc xá số 113. 7 nữ sinh sống cùng trong một phòng ký túc xá đã bất ngờ thiệt mạng vì uống thuốc trừ sâu. Người còn sống sót duy nhất trong căn phòng vẫn đủ bình tĩnh để ngủ qua đêm ngay tại hiện trường vụ án. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Tại sao một lúc 7 người đã cùng uống thuốc trừ sâu? Và vì sao lại có một người còn sống? Người này có phải là hung thủ đã gây ra mọi chuyện hay không? Vào 6 giờ ngày 23 tháng 12 năm 1998, các nữ sinh đang sống trong ký túc xá trường trung học số 1 Tĩnh Hải ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, đã lần lượt thức dậy để vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị lên lớp. Tuy nhiên, họ nhanh chóng phát hiện ra một mùi hăng nồng và nó đã gây khó thở lan khắp ở tầng ký túc xá. Mọi người lúc này đã nhanh chóng đi tìm kiếm nơi đang phát ra mùi hăng đó. Cuối cùng, nó đã dẫn họ đến căn phòng số 113. Vì thấy cửa chỉ đang khép hờ, nên mọi người đã đẩy vào để kiểm tra. Cảnh tượng trước mặt đã khiến cho họ phải sợ hãi đến mức khuỵu ngã và suýt ngất xỉu ngay tại chỗ. Trong căn phòng số 113 nhỏ nhắn đó, thì thi thể của 7 nữ sinh đang nằm rải rác với nhiều tư thế khác nhau. Khuôn mặt của họ đều bị méo mó một cách đáng sợ. Việc đồng tử của họ đã bị co lại chỉ bằng đầu của một mũi kim, cho thấy dấu hiệu rất giống với bị ngộ độc cấp tính. Trên bàn của căn phòng túc xá có những táo và lê vẫn chưa kịp ăn hết, cùng với đó là dao gọt trái cây và vài cốc uống nước lọc. Phòng số 113 này có 8 nữ sinh và họ đều là những sinh viên học năm cuối cấp. Người duy nhất sống sót là Tôn Á Vũ, 17 tuổi, đã được nhìn thấy rời khỏi phòng vào lúc 6 giờ. Cô như thường lệ sẽ đến sân thể thao để tập luyện. Khi cảnh sát tìm thấy được Vũ, thì nữ sinh này đang còn thong thả đi dạo trên sân trường. Cảnh sát nhận định rằng Vũ rất có thể đã ở trong phòng ký túc xá cả đêm qua cùng với 7 thi thể, thậm chí đã chứng kiến toàn bộ quá trình tử vong bi thảm của họ, nhưng cô không hề có hành động nào. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, thì bác sĩ pháp y đã phát hiện trong dạ dày và chất nôn của 7 nạn nhân có cùng một loại hóa chất mà đã được tìm thấy trong dung dịch còn sót lại ở cốc nước trên bàn. Chất này thường có trong thuốc trừ sâu Forex. Đồng thời, kết quả khám nghiệm cũng cho thấy rằng cả 7 cô gái này đều chết vì ngộ độc phốt pho hữu cơ. Forex là loại thuốc trừ sâu có độc tính cao và mùi hăng rất khó chịu. Người tiếp xúc với lượng lớn Forex trong thời gian ngắn sẽ xuất hiện các triệu chứng ngộ độc nghiêm trọng như là buồn nôn, nôn mửa, co đồng tử, phù phổi và liệt cơ hô hấp. Cùng với đó, người trúng độc nếu không được cấp cứu kịp thời thì sẽ không có cơ hội sống sót. Theo thông tin từ giáo viên và bạn học, thì 7 nữ sinh này vẫn đến lớp từ sáng. Đến tối ngày 22 tháng 12, tất cả họ đều không có hành vi gì bất thường. Tuy nhiên, hai cô gái sống ở phòng 112 đối diện với phòng 113 đã khai với cảnh sát rằng vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 22 tháng 12, họ đã chợt tỉnh giấc vì ngửi thấy mùi hăng nồng gây mũi, nhưng lại không rõ mùi này phát ra từ đâu. Vì không muốn đi kiểm tra vào giữa đêm khuya, nên họ cố nhịn để có thể ngủ tiếp. Như vậy, thời điểm tử vong của 7 nạn nhân đã được xác định. Vụ án đã xảy ra trong khoảng thời gian từ khi kết thúc giờ tự học buổi tối đến vào nửa đêm. Nhân viên quản lý ký túc xá cũng cho biết thêm rằng ký túc xá nữ được quản lý khép kín theo quy định vô cùng nghiêm ngặt và sẽ không cho phép người ngoài vào dễ dàng. Cảnh sát sau đó đã phát hiện ra dấu vân tay của Vũ đã xuất hiện trên cốc uống nước của một số nạn nhân. Khi kiểm tra trong dạ dày và chất nôn của các cô gái thì đều có thành phần của táo và lê. Đồng thời, dấu vân tay của Vũ cũng đã được phát hiện trên con dao gọt trái cây. Khi cảnh sát điều tra nguồn gốc của Forex, thì một chủ cửa hàng ở huyện Tĩnh Hải đã khai rằng vào ngày 22 tháng 12, một cô gái đã đến để mua chai thuốc trừ sâu Forex. Chủ cửa hàng này sau đó cũng xác định người mua hàng chính là Vũ. Chai thuốc trừ sâu cũng đã được tìm thấy ở một góc trong khuôn viên của nhà trường. Ngoài dấu vân tay của chủ cửa hàng, thì trên chai còn có dấu vân tay của Vũ. Lúc này, tất cả manh mối đều hướng nghi vấn về Vũ là người có thể đã đầu độc 7 người bạn trong căn phòng 113. Câu hỏi đặt ra lúc này của cảnh sát đó là vì lý do gì mà Vũ lại ra tay sát hại 7 người bạn của mình
Vào ngày 24 tháng 12 năm 1998, Vũ đã chính thức bị cảnh sát bắt giữ. Nữ sinh 17 tuổi này vừa hoảng sợ, vừa khai với cảnh sát rằng mình không phải là kẻ sát nhân, kẻ đầu độc thực sự chính là Lưu San San, là một trong 7 nữ sinh đã thiệt mạng. Theo lời thú nhận của Vũ, khoảng 1 năm trước khi vụ việc xảy ra, San đã hẹn hò với một bạn nam cùng lớp, tên là Nhất Minh. Đến tháng 9 năm 1998, mình bất ngờ đề nghị chia tay, khiến cho San vô cùng đau khổ, thậm chí dần rơi vào trạng thái bi quan, tuyệt vọng và còn nảy ra ý định tự tử. Vào ngày 22 tháng 12 năm 1998, San đã nhờ Vũ mua giúp một chai thuốc trừ sâu và Vũ đã đồng ý giúp người bạn của mình. Theo yêu cầu của người bạn, Vũ đã rời trường để ra chợ mua một chai Forex và một bình nước bằng nhựa để có thể pha thuốc. Sau khi tan học, 8 nữ sinh đã trở về ký túc xá, nhưng những cô gái này không hề biết rằng bi kịch kinh khủng sẽ xảy ra đối với họ. Vào lúc 22 giờ, San đã gọi riêng một mình Vũ ra hành lang và nói rằng tối nay mình sẽ uống thuốc trừ sâu để tự kết liễu cuộc đời đau khổ của mình. Tuy nhiên, San còn nói thêm rằng nếu chết một mình thì sẽ rất cô đơn, hy vọng Vũ có thể giúp đầu độc 6 người bạn cùng phòng còn lại. Biết uống thuốc trừ sâu sẽ gây nên cảm giác rất đau đớn, nên San đã dặn dò Vũ phải để ý kỹ mọi người, không cho họ phát ra âm thanh nào để tránh thu hút sự chú ý từ những phòng khác. Khi nghe đến đây thì Vũ vẫn tiếp tục đồng ý thực hiện di nguyện cuối cùng của bạn mình. Vào tối muộn ngày hôm đó, San đã lấy ra chiếc bình chứa đầy thuốc trừ sâu và nói với các bạn cùng phòng rằng đây là thuốc phòng bệnh lao phổi mà mình đã mang từ nhà lên và nó vô cùng quý giá. Bọn mình chia nhau cùng uống nhé. Vào thời điểm đó, bệnh lao đang hoành hành ở trường trung học số 1 Tĩnh Hải. Không ít học sinh cuối cấp đã bị chậm trễ việc học là vì lỡ mắc vào căn bệnh này. Lo lắng ảnh hưởng đến kỳ thi đại học sắp tới, lại biết mẹ của San là bác sĩ ở vùng nông thôn, nên các bạn cùng phòng đều tin tưởng vào San, vì thế mà họ đã làm theo chỉ dẫn của bạn mình. Vũ thì đã nói dối với các bạn rằng San đã cho mình uống thuốc này từ buổi sáng. Khi vừa mở chiếc bình nhựa này ra, thì một mùi hăng nồng đáng sợ đã lan tỏa khắp phòng. Nhưng vì tin tưởng vào người bạn của mình, nên các cô gái đã cố chịu được uống cốc thuốc đã được pha loãng với nước. Sau đó, San cũng đã xung phong là người uống thuốc đầu tiên. Vũ vừa an ủi các bạn rằng thuốc tốt nên có vị đắng, cô ta đã để sẵn cốc nước lọc và ăn hoa quả để đỡ đắng. Sau khi sự việc xảy ra thì Vũ đã không rời khỏi ký túc xá mà đã nằm ngủ với 7 thi thể suốt đêm cho đến sáng sớm hôm sau mới dậy để đi tập thể dục. Mình sau đó cũng đã xác nhận rằng bản thân đúng thật là từng có quan hệ tình cảm với San và cả hai vừa mới chia tay cách đây không lâu. Cảnh sát cũng tìm được bằng chứng quan trọng, đó là lá thư tuyệt mệnh của San. Nó đã được để ở dưới gầm giường trong ký túc xá. Trong thư, San đã viết về tình yêu dành cho người bạn trai và nỗi tiếc nuối về chuyện tình của hai người, đồng thời bày tỏ có lỗi với người thân, bạn bè và biểu đạt ý định tự tử. Giám định chữ viết cho thấy rằng bức thư thực sự là do chính tay San viết. Do các bên liên quan đều là những trẻ vị thành niên, nên vụ án đã có nhiều chi tiết không được phép công bố, như nội dung đầy đủ của bức thư tuyệt mệnh. Khi bị tra xét trên phiên tòa, thì Vũ đã thay đổi lời khai nhiều lần, lúc thì nói chỉ giúp mua thuốc trừ sâu. Lúc lại nói San đã lừa mình mua hộ thuốc trừ sâu để cho bạn phá thai. Sau đó, Vũ lại nói không biết thuốc trừ sâu lại có thể giết người. Về vấn đề này, thẩm phán đã phản bác rằng án mạng xảy ra tại một trường trọng điểm. Hàng năm hầu như tất cả học sinh ở đây đều được nhận vào đại học. Những học sinh giỏi như vậy, sao có thể ngay cả kiến thức cơ bản như là uống thuốc trừ sâu sẽ gây chết người mà cũng không biết, liệu đây phải là một lời nói dối? Vào ngày 28 tháng 7 năm 1999, tòa án cho rằng Vũ biết rõ mình mua thuốc trừ sâu kịch độc, nhưng vẫn giúp San lừa gạt các bạn cùng phòng uống, nên đã cấu thành tội cố ý giết người. Dù San là kẻ chủ mưu, nhưng Vũ cũng là người chứng kiến và tham gia vào tội ác man dợ này, vì thế cô ta cũng là đồng phạm trong vụ án. San lúc này đã chết, tòa không thể chỉ dựa vào lời nói một phía của Vũ để xác định San là thủ phạm chính của vụ án. Thẩm phán cho biết rằng việc kết án phải dựa trên nhiều bằng chứng như là báo cáo khám nghiệm tử thi, lời khai của bạn trai San và chủ cửa hàng thuốc trừ sâu, cùng với đó là thư tuyệt mệnh của San và hồ sơ điều tra hiện trường. Theo thẩm phán,
dù Vũ luôn khăng khăng một lời khai hay không ngừng thay đổi lời khai hoặc một mực giữ im lặng thì tất cả đều không ảnh hưởng đến phán quyết. Vụ án của Vũ cho thấy rằng cô ta là một người rất giỏi diễn xuất, nhưng chúng tôi sẽ không bị vẻ bề ngoài của cô ta đánh lừa. Đáng tiếc là cuối cùng người phụ nữ này vẫn không chịu nói ra sự thật. Vì là vị thành niên nên Vũ chỉ bị kết án tù chung thân cho tội ác đã sát hại 6 người, cùng với đó là phải bồi thường cho người nhà mỗi nạn nhân là 250.000 nhân dân tệ, tổng cộng là 1,5 triệu nhân dân tệ. Từ năm 1998 đến năm 2000, Vũ đã nhiều lần kháng cáo vì cho rằng bản án này là quá nặng với bản thân. Tuy nhiên, tất cả đều bị tòa bác đơn. Gia đình của Vũ cũng đã kháng cáo trên tòa dân sự vì số tiền bồi thường này là quá lớn. Vào ngày 9 tháng 11 năm 2000, tòa đã ra phán quyết mới, đó là phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân với số tiền là 330.000 nhân dân tệ. Trong đó, trường học và quản lý ký túc xá phải chịu 25% do thất trách. San là chủ mưu nên gia đình của cô phải chịu 40%, còn lại 35% do gia đình Vũ chịu trách nhiệm. Mẹ Vũ lúc này vẫn không tin con mình đã giết bạn, bởi theo bà thì 8 nữ sinh trong căn phòng 113 có mối quan hệ rất thân thiết. Bà thường đến trường thăm con vào mỗi dịp cuối tuần, lần nào cũng mang theo thức ăn và đồ dùng cho cả phòng. Bà cho biết rằng Vũ là con một trong gia đình, từ nhỏ luôn phải sống trong cô độc. Nhưng từ khi đi học và mỗi lúc về nhà thì Vũ thường kể rằng bản thân rất hòa hợp với các bạn trong ký túc xá. Còn khoe rằng ngoài bố mẹ thì những người bạn cùng phòng này luôn đối xử tốt và gần gũi với cô nhất. Vào năm 2013, Vũ chính thức đã được trả tự do sau 15 năm thụ án vì có hành động cải tạo tốt. Trên thực tế, cho đến tận ngày nay, khi xem xét kỹ lưỡng một số tình tiết trong vụ án thì vẫn có những điều khá gây tranh cãi. Ví dụ, Vũ đã nhìn thấy các bạn cùng phòng của mình qua đời và còn ở chung phòng với 7 xác chết suốt đêm hôm đó. Tâm lý của cô gái này lúc đó thật sự khó hiểu. Nếu chỉ vì muốn giúp San tự tử cùng các bạn trong phòng thì Vũ không thể hành động máu lạnh như vậy. Do đó, có người đã từng đoán rằng mối quan hệ giữa cô và bạn cùng phòng không hề tốt. Từ trước đã có ý định sát hại họ và muốn sử dụng sự việc này để giết bạn cùng phòng. Vậy nên, việc này có phần quá tình cờ. Vũ rất ghét các bạn cùng phòng của mình và San cũng muốn loại bỏ bạn cùng phòng. Hai người vì thế mà đã quyết định hợp tác. Nhưng suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, vì không có bằng chứng nào có thể chứng minh, nên động cơ phạm tội của San vẫn đóng vai trò chính trong vụ án này. Kỳ án về Hát Sơn, tai nạn bất ngờ trong đêm và hành trình tìm ra thủ phạm. Vào tối ngày 18 tháng 2 năm 1995, Hát Sơn đã được cảnh sát tuần tra phát hiện đang nằm sõng soài trên đường. Đầu của anh đang bị thương nặng và hơi thở càng lúc càng yếu dần. Cách đó không xa là một chiếc xe đạp đã bị hư hỏng nặng. Hát Sơn cũng đã tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu, trong khi cảnh sát chưa kịp hỏi được thông tin gì. Nhưng dựa vào dấu vết tại hiện trường thì nhà chức trách xác định rằng đây là một vụ tông xe rồi cố ý bỏ chạy. Tại hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy nhiều mảnh nhựa màu da cam, vài mảng sơn bị chóc, một chiếc gương cầu lồi và cuối cùng một chiếc anten. Vì các thứ này đang rải ra dọc đường theo hướng Bắc, nên cảnh sát nhận định người tài xế đang đi chiều từ Nam tới Bắc. Vị trí vết thương trên đầu của Hát Sơn nằm ở bên phải, nên cảnh sát đã cho rằng anh ta đang di chuyển ở bên phải và đúng chiều đường thì bất ngờ bị đâm từ phía sau. Như vậy, phương tiện gây tai nạn sẽ có vết tích va chạm ở phía trước và ở bên phải đầu xe. Tại hiện trường thì họ đã không tìm được dấu hiệu cho thấy rằng tài xế đã đạp phanh xe cả trước và sau va chạm. Sự việc này đã xảy ra vào khoảng từ 0 giờ tới 0 giờ 25 phút ngày 18 tháng 2 năm 1995. Vì lúc lực lượng chức năng chạy tới hiện trường thì các mảnh vỡ rơi trên đường vẫn chưa bị tuyết bao phủ hoặc đóng băng. Con đường này cũng không có camera, nên manh mối duy nhất là các mảnh vỡ và đồ vật rơi tại hiện trường của vụ tai nạn. Từ mảnh sơn bị chóc, cảnh sát đã đưa ra nhận định rằng phương tiện gây tai nạn được sơn hai màu chính, đó là nâu sẫm và xám nhạt, trên xe còn có vạch đen ở giữa. Với tình tiết này, cảnh sát đã kiểm tra kho dữ liệu đăng ký xe và phát hiện rất ít xe được sơn sẵn ba màu như trên. Như vậy, đây là lớp sơn do chủ xe thực hiện hoặc thuê người khác thực hiện sau khi mua xe.
cảnh sát lúc này đã chuyển sự chú ý sang số tấm nhựa vỡ màu da cam. Dưới kính hiển vi, cảnh sát đã thấy bề mặt của những mảnh này có nhiều khối lập phương và hình chữ nhật. Chúng được sắp đặt sao cho phản chiếu ánh sáng tốt hơn, nên nhiều khả năng rơi ra từ đèn xi nhan. Sau khi ghép những mảnh này lại với nhau, thì cảnh sát thấy trên đó có biểu tượng ngôi sao nằm trong hình ngũ giác, giống với logo của hãng xe Chrysler Dodge. Bên cạnh logo còn có số CG. Làm việc với hãng xe này, cảnh sát biết được rằng các mảnh vỡ màu da cam trên là thuộc về phần vỏ nhựa của đèn xi nhan thuộc mẫu xe van có tên Dodge Ram. Số seri trên mảnh vỡ cho thấy rằng chiếc xe này đã được sản xuất trong khoảng từ năm 1986 đến 1993. Anten và mảnh sơn chóc cũng cho biết thêm rằng đây không phải linh kiện hoặc lớp sơn tiêu chuẩn, nên xe gây tai nạn là loại xe van đã được cá nhân hóa, sao cho phù hợp với các yêu cầu của chủ xe. Cảnh sát nhanh chóng kết luận rằng họ cần phải tìm chiếc xe van thương hiệu Dodge Ram đã được cá nhân hóa sau khi bán. Hai màu sơn chủ đạo đó là xám và sẫm, ở giữa có vạch sơn đen. Và cuối cùng đó là xe được sản xuất trong khoảng từ năm 1986 đến 1993. Tuy đã xác định được mẫu mã xe gây tai nạn, nhưng cảnh sát phát hiện trong kho dữ liệu, chỉ riêng tại thành phố Kalamazoo, đã có hàng trăm phương tiện phù hợp với mô tả trên. Con số này đã lên tới hàng nghìn phương tiện trên phạm vi cả nước. Ngay lập tức, cảnh sát đã công bố thông tin chiếc xe gây tai nạn để tranh thủ sự giúp đỡ của người dân. Vào ngày 30 tháng 3 năm 1995, khoảng một tháng sau vụ tai nạn, cảnh sát đã nhận được tin báo từ một phụ nữ. Cô cho biết rằng bản thân có quen với một người đàn ông đang sở hữu chiếc xe tương tự. Người này đang sống trong thành phố, có tên là Jim Notch. Nữ nhân chứng nói rằng tối hôm đó đã uống bia cùng Notch trong quán bar, nơi này cách hiện trường vài dãy nhà. Sau khi uống nhiều bia, Notch đã rời quán bar vào khoảng nửa đêm trên chiếc xe van tương tự. Hắn ta lúc đó 46 tuổi, đã có 7 tiền án vì tội lái xe khi đang say xỉn. Hồ sơ đăng ký xe cho thấy rằng Notch sở hữu mẫu xe Dodge Ram đời 1987, đã được cá nhân hóa với màu sơn giống như nhận định của cảnh sát. Tới nhà của Notch đi kiểm tra, thì cảnh sát thấy phần bên phải phía trước xe của ông ta đang có một vài vết tích do va chạm tạo thành. Đèn xi nhan phía trước bên phải cũng đã được thay mới, nhưng vẫn còn rất lỏng lẻo. Khi được cảnh sát phỏng vấn, thì Notch đã phủ nhận dính líu tới vụ tai nạn, nhưng nói vào vài tuần trước thì vợ mình đã điều khiển xe va chạm nhẹ, nên để lại các vết tích ở phía trước bên phải xe, dẫn tới việc phải đi thay xi nhan. Lời khai của Notch buộc cảnh sát phải chứng minh rằng thiệt hại trên xe của nghi phạm là do vụ tai nạn chết người, thay vì vụ va chạm mà Notch nói là do vợ gây ra. Trong lúc xem xét chiếc xe khả nghi đỗ trong gara của hắn ta, cảnh sát phát hiện ra rằng trên bàn có mảnh vỡ màu da cam với kích cỡ bé. Được sự cho phép của Notch, cảnh sát đã lập tức thu thập mảnh vỡ và thu giữ chiếc xe để mang về giám định. Đầu tiên, cảnh sát đã dùng luminol nhưng đã không thấy có vết máu bám trên vùng va chạm. Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm xem có tóc hoặc sợi vải trên áo của nạn nhân đã dính vào xe hay không, nhưng cũng không có kết quả. Cuối cùng, khi so sánh mảnh sơn chóc và lớp sơn trên chiếc xe khả nghi, thì chuyên viên giám định nhận thấy rằng cách các lớp sơn chồng lên nhau và thành phần hóa học của cả hai mẫu vật rất giống nhau. Chiếc anten tại hiện trường cũng giống loại được lắp trên xe của Notch. Tiếp theo, cảnh sát đã thử ghép miếng nhựa bé xíu tìm thấy tại gara của Notch vào mảnh nhựa đã được lắp ghép từ hiện trường và nó đã cho ra kết quả vừa khít. Từ đó, cảnh sát nhận định đây chính là bằng chứng cho thấy trong lúc thay đèn xi nhan phía trước bên phải, Notch đã đặt chiếc đèn vỡ lên bàn tại gara, khiến cho mảnh vỡ này vẫn còn vương lại ở đây. Cuối cùng, cảnh sát đã ướm thử chiếc xe đạp vào vết tích trên của Notch và thấy nơi xe đạp bị đâm có chiều cao và vết tích phù hợp với những vết tích trên thành xe của Notch. Phần đèn xe bị vỡ có cùng chiều cao với yên xe, phần chắn trước bị móc của mũi xe cũng có chiều cao cùng với phần trục bánh xe. Với những chứng cứ trên, công tố viên đã khởi tố Notch về tội rời khỏi hiện trường trong vụ tai nạn gây chết người. Công tố viên cáo buộc Notch đã rời quán bar gần hiện trường sau khi uống rượu say vào lúc nửa đêm ngày 18 tháng 2 năm 1995, sau đó đã đâm phải nạn nhân nhưng đã không chịu dừng lại. Sau 4 tiếng nghị án, bồi thẩm đoàn cuối cùng đã kết tội Notch và tuyên hắn ta 4 năm tù. Kỳ án về Edna
cuộc hẹn đáng ngờ ở khách sạn và vụ mất tích bí ẩn trong đêm. Ở tuổi 80, bà Edna Sattos hiện đang có một cuộc sống khá là vui vẻ. Edna trước đó là một người mẹ đơn thân, đã nuôi nấng ba con của mình trưởng thành ở Traveller Rest, Nam Carolina, Mỹ. Dù tuổi đã cao, nhưng bà vẫn làm công việc của một trợ lý chăm sóc tại nhà. Vào một ngày tháng 8 năm 2021, khi Edna đã không đến nhà của khách hàng như đã hẹn trước và cũng không thể liên lạc được với bà, thì những người bạn bè bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vào ngày 28 tháng 8, họ đã quyết định gọi cho 911 để báo cáo về vụ mất tích kỳ lạ này. Cảnh sát sau đó đã đến nhà của bà Edna. Tại đây, họ đã không phát hiện ra điều gì bất thường. Ngôi nhà cũng không có dấu hiệu bị đột nhập. Khi Douglas Alexander, là con trai của Edna, nhận được thông tin, thì anh đã lập tức chạy tới ngôi nhà của mẹ mình. Vào trong, Alexander đã tìm thấy con chó của bà. Điều này đã khiến cho anh cảm thấy bất an vì biết mẹ sẽ không bao giờ bỏ lại chó cưng. Và mỗi khi đi đâu, thì bà đều nhờ con trai tới để chăm sóc. Lo sợ có thể người phụ nữ 80 tuổi đã bị tai nạn xe ô tô, nên cảnh sát đã phát đi thông báo rộng rãi tới các đồng nghiệp. Họ cũng đã tiến hành rà soát các khu vực lân cận và công bố mô tả về chiếc xe Jeep của Edna. Hồ sơ điện thoại cố định trong nhà Edna cũng đã được xem xét, nhưng nó đã không mang lại manh mối hữu ích nào. Vào nửa đêm ngày 3 tháng 9 năm 2021, cảnh sát đã bất ngờ nhận được tin báo về vị trí chiếc xe Jeep của Edna. Nó đã được người dân tìm thấy trong bãi đậu xe của một khách sạn. Các nhà điều tra cho rằng Edna có thể đã gặp ai đó ở đây và rời đi trên xe của người này. Họ đã ngay lập tức yêu cầu khách sạn cung cấp các hình ảnh từ camera an ninh để có thể tìm ra manh mối mới. Một đoạn video cho thấy là xe của Edna đã đi vào bãi đậu. Tuy nhiên, người bước ra không phải là bà, mà là một người đàn ông chưa rõ danh tính. Edna không hề đi cùng với anh ta. Các nhà điều tra đã nhìn thấy hình ảnh đáng báo động khi người này có hành động lau bên ngoài chiếc xe Jeep. Họ sau đó đã tiếp tục xem các đoạn phim an ninh trong khách sạn, với hy vọng có được hình ảnh rõ hơn để nhận dạng nghi phạm. Tuy nhiên, anh ta chưa bao giờ bước vào trong khách sạn. Cảnh sát lúc này đã quay sang tìm kiếm từ các camera giám sát xung quanh. Cùng với đó là hình ảnh từ một cửa hàng tạp hóa cạnh bãi đậu xe của khách sạn đã cho thấy rằng có một người đàn ông bước tới chiếc xe sedan màu bạc. Tổng hợp manh mối từ các đoạn video, cảnh sát biết rằng anh ta đã đến khách sạn vào lúc 9 giờ 30 phút. Ngay sau đó, Edna đã lái xe tới. Hai người đã vẫy tay chào nhau, sau đó người đàn ông này bước vào ngồi ở ghế hành khách trên xe của bà Edna và họ nhanh chóng rời đi. Khi các thám tử hỏi gia đình nạn nhân xem thử rằng họ có biết về người đàn ông này hay không, thì họ chỉ nhận được cái lắc đầu. Tuy nhiên, họ tiết lộ bà Edna đã sử dụng dịch vụ hẹn hò trực tuyến. Xem xét lại manh mối duy nhất là những đoạn camera an ninh quanh khách sạn, thì cảnh sát phát hiện ra một chi tiết bất ngờ. Đó là nạn nhân Edna có vẻ đã bị người đàn ông lạ mặt này di chuyển từ xe của bà sang xe của anh ta. Dường như lúc này người phụ nữ 80 tuổi đã mất đi khả năng phản kháng. Cảnh sát nhận định đây có khả năng là một vụ bắt cóc. Tiếp tục truy vết về gã người đàn ông lạ này, cảnh sát đã tìm thấy đoạn camera giám sát ở bên trong một cửa hàng tạp hóa. Nó cho thấy anh ta đã quẹt thẻ để mua sữa chua. Từ đây, bước đột phá lớn của vụ án đã xuất hiện khi cơ quan điều tra xác định được người đàn ông đó tên là Daniel Prince, sống ở Bostic, Bắc Carolina. Daniel đã ngay lập tức bị bắt tại nhà riêng. Trong quá trình thẩm vấn, thì điều tra viên nhận thấy rằng Daniel là người khá kiêu ngạo và luôn muốn điều khiển cuộc trò chuyện. Daniel cho biết rằng anh ta từng làm nhiều công việc vặt, bao gồm cả giúp việc cho những người phụ nữ lớn tuổi. Theo lời khai của Daniel, Edna đã bị đau dạ dày và anh ta phải lái xe của cô, rồi để nó ở khách sạn. Sau đó, người đàn ông này đã chở Edna về nhà bằng xe của anh ta. Các nhà điều tra đã không tin vào câu chuyện này. Khi tìm hiểu sâu hơn, thì họ phát hiện ra một sự thật đáng lo ngại. Daniel đã từng bị kết tội bắt cóc vào năm 1997 và đã ra tù vào năm 2010. Khi tiến hành lục soát ví của hắn ta, thì họ thấy thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của một phụ nữ tên là Nancy Lego. Daniel tuyên bố có giấy ủy quyền của Nancy, nhưng người thân cho biết rằng họ đã không gặp cô trong nhiều năm và cũng không thông báo mất tích. Các thám tử một lần nữa khám xét nhà của Daniel. Lần này, họ đã tìm thấy những món đồ của một người phụ nữ khác tên là Lex Goodman, người cũng đang bị mất tích. Cảnh sát nghi ngờ rằng Daniel là một kẻ giết người hàng loạt và chuyên săn lùng phụ nữ.
khi hắn ta đang bị bỏ tù vì ăn trộm xe của Edna, thì cơ quan chức năng đã tiếp tục cố gắng buộc tội hắn ta giết người, dù không có thêm bằng chứng và thi thể. Vài tháng sau, vợ của Daniel đã quyết định bán nhà. Trong quá trình thu dọn đồ đạc, thì người ta đã phát hiện ra một chiếc hộp lớn. Bên trong có chứa thẻ an sinh xã hội và chìa khóa của Edna, cũng như túi nhựa và một hộp sữa chua rỗng. Kết quả phân tích cho thấy rằng ADN của Edna xuất hiện trên túi nhựa. Dấu vết của thuốc giảm đau vẫn còn trong hộp sữa chua. Cảnh sát phán đoán rằng Daniel đã dùng nó để đầu độc nạn nhân. Lã đàn ông này sau đó đã bị buộc tội giết người. 9 tháng sau khi Edna mất tích, thì Daniel cuối cùng cũng chịu tiết lộ vị trí chôn hài cốt của Edna ở tại quận Rutherford. Vào ngày 16 tháng 5 năm 2022, thi thể của Edna đã được tìm thấy dưới một ngôi mộ nông phủ đầy cành lá. Công tố viên cáo buộc rằng, vào cuối tháng 8 năm 2021, Daniel đã làm quen với nạn nhân qua mạng. Sau khi dụ được nạn nhân đi hẹn hò, thì gã đàn ông này đã đưa cho nạn nhân hộp sữa chua. Bên trong có trộn một hỗn hợp chất giảm đau có liều lượng gây chết người, và đã bịt mặt cô bằng chiếc túi nhựa. Vào ngày 22 tháng 6 năm 2022, Daniel đã nhận tội bắt cóc và sát hại Edna Sattos. Sau đó, hắn ta cũng thú nhận đã giết 3 người phụ nữ khác tên là Lake Goodman, 61 tuổi, Nancy Rego, 66 tuổi và mẹ của Nancy tên là Dolores Sellers, 88 tuổi. Bản án dành cho gã đàn ông này là chung thân mà không có cơ hội được ân xá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp bằng cách bình luận ngay dưới video giúp mình nhé.